VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Hóa ra các người vẫn còn sống sao? Tình hình thái tử Phinilapat sao rồi? Còn nghiêm trọng lắm. Vậy cô đã biết chuyện cô nuôi anh nuôi keo chưa? Đã biết rồi. Không thể làm gì được thật sao? Được chứ. Chúng ta điều tra về chuyện của Mani đi. Mani sao? Mani làm sao? Ngày thái tử phi tương lai Nilapat bị trúng tinh dầu độc rắn, tôi để ý thấy Mani cũng đột nhiên bị thương, rồi sau đó đã lành. Đêm hôm trước, cô ta lén thu dọn đồ đạc rồi trốn đi. Nalini nói cô ta bỏ trốn theo đàn ông, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ chắc chắn có gì đó, bởi vì tôi nhớ cô ta từng lén ra sau cung điện. Ở đó có gì? Là nhà thầy thuốc thường điều chế thuốc cấm. Phụ nữ ở đây ai cũng biết hết. Tôi nghĩ là nếu như chúng ta có thể bắt được Mani thì chắc chắn sẽ tìm được rất nhiều chứng cứ, có thể buộc tội được thái tử vì tương lai Sawitri. Được đó, chúng ta mau xử lý chuyện này đi. Chị nuôi anh quá Ila. Khi nào chị ấy mới từ Sít Kim về vậy? Nếu chị nuôi anh mà có mặt vào ngày tôi đau đớn nhất, chắc chị ấy sẽ tá quả lên cho coi. Nhìn tươi tắn lên nhiều rồi đó. Những vết thương này có lành không Ila? Nhìn xấu xí quá. Không đâu. Bát.
Sao em thấy anh mặt mày bơ phờ quá vậy? Có chuyện gì sao anh? Em còn sức lo cho người khác sao? Sao lại là người khác chứ? Anh luôn ở trước cửa phòng của em lúc mà em đau đớn. Pat, anh xin lỗi vì đã để em gặp phải những chuyện này. Là do em chọn, rồi em sẽ bình phục mà. Mẹ của anh cũng đã rất tốt với em, người thức cả đêm để trông chừng em đó. À, đêm qua em mơ giấc mơ đẹp lắm. Em đã mơ thấy chị Nua An. Uống chút nước nha. Trong giấc mơ chị Nua An nhìn đẹp lắm, và nhìn chị ấy cũng rất hạnh phúc nữa. Còn có anh Kirit ở bên cạnh. Hai chúng ta cũng ở cùng anh chị. Cả nhà chúng ta đã cùng nhau rất vui vẻ. Khi nào chị Nua An mới về vậy anh? Cả anh Kirit nữa. Em thấy nhớ chị Nua An lắm. Em sẽ mau khỏi bệnh, quay lại tập luyện. Em nhất định sẽ cố gắng ở bên cạnh anh. Thưa Thái tử. Cái gì hả? Hoàng tử Kirik và cô gái phương xa được chọn đó vẫn còn sống. Ông chắc chứ? Những ngày qua người của chúng ta cũng đã đi tìm kiếm khắp nơi. Hơn nữa cũng nhìn thấy người của thái tử Chai Thát cũng đi tìm. Nếu bọn chúng gặp rồi vẫn về cung thì chúng ta cũng phải biết. Một thứ sức mạnh nào đó đang che mắt chúng ta. Như vậy là hai người họ vẫn đang ở trong Mantrapura. Có thể vòng tay chúng ta đeo cho cô gái đã rơi, nên Sarita đã có thể đến gần và bảo vệ cho họ. Ê, mọi chuyện là sao chứ? Hết lũ nhện đến Ngọc Tỷ, người từ phương xa, tất cả toàn là một đống chuyện nhảm nhí. Nhưng mà Ngọc Tỷ là có thật đó, và vẫn còn trong Mantrapura. Nhưng có nhiều loại sức mạnh vô hình đang cố che giấu chúng ta, còn nhiều hơn cả sức mạnh của Sarita. Nè, Pháp sư Magatha, ông làm ơn nói chuyện giống người ở thời đại này một chút đi. Thật sự là tất cả mọi chuyện gì Ngọc Tỷ cũng chỉ là chuyện cổ tích dùng để lừa con nít thôi. Sự thật thì điều luật này ban hành ra chỉ để ngăn không cho bọn chúng có được thứ mà mình muốn lấy. Sao mình phải chấp nhận? Lý gì mình phải cúi đầu? Sao phải chăm chấp nghe theo? Tất cả những chuyện này đúng là thật dơ dẫn. Ngài Khachit, ngài nói những lời này có phải là ngài định không cần Ngọc Tỷ nữa hay không? Phải, tôi sẽ dâng lên tối hậu thư cho hoàng gia, cho họ chọn một là cùng chúng ta điều hành đất nước, hai là đấu với chúng ta. Đi tìm cho bằng được xác của hai người đó cho tôi, và chắc chắn là bọn họ đã chết thật rồi. Dạ ông chủ. Nếu chúng vẫn chưa chết thì đi giết đi. Dạ rõ thưa ông chủ. Bây giờ chúng ta không cần thiết phải giữ thể diện gì cho hoàng gia nữa.
Thời tiết mùa đông năm nay có thể lạnh hơn mọi năm đó. Nè, em không cần đâu. Em cũng có mình đáp rồi mà. Giờ phút này không cần chăm sóc ai đâu. Vết thương của anh còn chưa đỡ. Hay là anh đi ngủ đi. Em cũng đi ngủ luôn đây. Ngày mai còn dài lắm. Giờ phút này chúng ta phải chăm sóc nhau thật tốt để còn về nhà nữa. Nuôi anh đưa keo, anh sẽ chăm sóc cho em. Mỏi tay sao? Không đâu, em cứ ngủ đi, không cần sợ gì đâu, đã có anh đây rồi. Chỉ mong là giây phút đẹp đẽ này sẽ kéo dài tới trăm năm. Vậy rồi mà sao không gọi anh vậy? Thì em thấy anh đang bệnh mà, nên muốn anh ngủ thêm một chút. Vết thương của anh sao rồi? Em xem giúp cho anh đi. Xem thử vết thương có màu gì, đỏ hay là bầm tím? Đỏ và hơi sưng nữa, giống như là nó sắp bị viêm vậy. Không quá 24 tiếng nữa, vết thương của anh sẽ có thể viêm nặng hơn, nó sẽ khiến cho anh bị sốt. Chúng ta phải về đến Matrapura càng sớm càng tốt. Mau đi thôi. Làm ơn chắc ra đi. Ơi, xe kéo đây, xe kéo đây. Xe ôm cô ơi, xe ôm nè. Đi xe ôm không? Ghé vô mua đi cô ơi. Ngon lắm đó. Ngon lắm à. Rau mới xuống luôn.
khỏi nhà rồi. Bây giờ tôi sẽ đuổi theo ngay. Nalini, rốt cuộc là cô muốn Mani đi đâu mà trốn đây? Liệu tôi có thể quay trở lại cung điện làm được không? Không được sao? Sao lại như vậy chứ cô Nalini? Mani chỉ làm theo lệnh của cô thôi mà. Rốt cuộc cô muốn tôi phải đi đâu? Không được đâu cô Nalini. Cô không thể nào đuổi tôi đi như vậy được đâu. Cô Nalini, alo. Cô Nalini, alo. Cô đi đâu vậy Mani? Giờ tôi sẽ lấy máu của cô để nhuộm giải cái đồ làm da độc ác. Tính trốn đi đâu hả? Được rồi, dừng tay đi. Mày tỉnh lại. Cái gì kia? Vết thương giống ở trên người cô Nila Pat. Nè Mani, cô hãm hại thái tử phi tương lai đúng không? Không, 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 không. Tôi không phải chủ mưu, không phải ý của tôi đâu. Nhưng mà người làm chính là cô. Anh dám chối hả? Đừng, đừng. Đưa Mani đi gặp anh Huy Ram trước đã. Thái tử phi tương lai Sawitri sai tôi đi lấy lọ thuốc gọi là bùa yêu. Nghe nói đó là loại thuốc thôi miên. Sau đó đi dụ cô Nuan Nưa Keo đến để hỏi thăm chuyện bí mật gì đó. Còn tinh dầu nọc rắn thì tôi thật sự không có biết chuyện gì hết. Tôi không có biết đó là chất độc. Tôi cũng không ngờ nó có độc tính mạnh tới nỗi có thể dẫn đến chết người. Tôi nói sự thật đó. Nếu như tôi mà biết thì chắc chắn tôi sẽ cẩn thận, không để cho nọc độc đó dính vào người tôi đâu. Vậy cô lấy nó từ đâu? Tôi hỏi là cô đã lấy nó ở đâu? Là ai đã đưa nó cho cô hả? Tôi xin lỗi anh Huy Ram. Ai đã đưa cho cô tinh dầu độc rắn? Là thái tử phi tương lai Sawitri đúng không? Trả lời. Chính là cô giáo. Là cô giáo dạy múa cho thái tử phi tương lai. Đi thôi. Tôi cho người đến canh chừng Mani rồi, vì cô ta là nhân chứng rất quan trọng. Cô mau về cung điện chăm sóc cho thái tử phi Nilabat đi, và tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện của Mani ở Bura. Tôi sẽ tự báo tin cho bà Ila. Dạ được. Ừ. Nhớ cẩn thận nha. Chê người ta dữ lắm mà. Đâu, đâu có nói ai đâu anh. Thì lần trước em chê Nalantha là người hay càm ràm mà. Càm ràm nhưng cũng không có gì. Thì đi thôi. Đi đâu giờ này? Mình phải quay về báo với hoàng hậu hai tin tức.
ngồi xuống đi, mau lên. Mau, máu thấm ra áo của anh rồi. Chắc là vết thương của anh bị rách ra rồi. Phải làm sao đây? Em phải làm thế nào đây? Anh vẫn chưa nổi Nua anh. Không được đâu anh à, nếu mà anh đi nữa. Nua anh, anh là bác sĩ, anh biết bản thân mình vẫn chịu nổi, nên cố gắng đi xa nhất lúc anh vẫn đi nổi. Rồi không nổi thì sao? Anh đi được mà. Anh sẽ không để cho em chịu khổ nữa. Tin anh nha. Đi. Nè, nếu như mà đi tiếp thì em sẽ đeo ba lô. Anh chỉ cần cầm nhện là đủ rồi. Không thể tin được. Có chắc chắn là Mani làm không? Na Lanh Tha từng kể rằng hoàng hậu nói độc đó chỉ có ở phía nam. Cô giáo dạy nhảy là người ở đó. Cô giáo trong cung đều là người thừa kế dòng họ. Gia tộc của họ nhiều đời đều nhận được vô vàn ân điển của hoàng gia, nên họ tuyệt đối trung thành với hoàng gia. Đáng ra không nên làm như vậy chứ. Chúng ta phải nhanh chóng biết được còn có giáo viên nào khác đã bị Sa Quy Tri mua chuộc rồi hay không. Thái tử Chai Thác đã biết chuyện này chưa? Thái tử chưa biết. Thực ra thì 2-3 ngày nay thái tử đều nhốt mình ở Buradara. Cứ kệ nó đi. Chai Thác và Kirik vô cùng thân thiết, chuyện xảy ra cũng cần có thời gian để bình tâm. Chuyện này cứ để cho ta với hoàng hậu ra mặt trực tiếp xử lý đi. Đi tìm tất cả bằng chứng về cho ta là được. Việc trừng phạt một cô giáo là một chuyện lớn, chỉ nói suông thì không được. Bây giờ ta giống như là con chim không cánh, đúng không Ray? À, thái tử cũng chính thức lên ngôi rồi ha. Trong cung điện rất khó nói chuyện riêng, đột nhiên phải dùng kính ngữ với bạn bè đúng là không quen. Ở trên ngai vàng sẽ không thấy hết cuộc sống của người dân, đúng không? Nhưng cuộc sống của người dân cũng quan trọng đó nghe. Nhưng không cần lo, thần sẽ để ý và báo cáo lại tất cả mọi chuyện bên ngoài lại cho người. Uống gì dân chúng Mantrapura sẽ có lại được tất cả. Uống gì ngài mà Mantrapura sẽ có lại được tất cả mọi thứ.
của Pantrapura, quốc vương Chai Thách Quirintha. Em cứ yên tâm ngồi ở trên ngai vàng, mọi chuyện ở dưới cứ để anh chăm lo. Mọi người, người này là Kirik, anh trai của ta, là người sẽ mãi mãi bên cạnh ta, sát cánh cùng ta trong thời gian trị vì. Xin mời anh lên, đứng bên cạnh ngai vàng, hai anh em mình sẽ cùng nhau bảo vệ cho Mantrapura. Chị Nua Anh. Thái tử. Anh. Anh bị làm sao vậy? Chà Thất à, tìm thấy nhà anh rồi. Xảy ra chuyện gì? Kirik bị trúng đạn, nhờ dân làng giúp lấy đạn ra rồi, nhưng mà anh ấy không nghỉ ngơi, vết thương bị rách, máu chảy lại nhớ. Ta mới làm. เจ้าชายเจ้าชาย ต้องเงียบที่สุดนะเพคะ กิริตอยากให้ข้าจิตเข้าใจว่า พี่กับกิริตตายไปแล้ว เข้าใจครับ ผมฝากพี่กิริตแป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมจะรีบกลับมา Cho lại sức đã, đừng vội làm gì hết, ráng chút nha. Nếu bướng bỉnh không nghe lời, thần sẽ xử lý người đó. Thành thật cảm tạ thần linh đã phù hộ. Y La, chúng ta phải sửa Sari nhanh nhất có thể. Thử nghĩ xem nơi nào sẽ phù hợp, ở đây hay là Buradara. Tuân lệnh. Những chuyện khác anh không cần phải lo đâu, em sẽ lo liệu cho. Nua Anh Nua Keo, cô ấy sao rồi? Cô ấy ngủ say y như bị ngất đi vậy. Để sáng mai Y La sẽ mang quần áo của cô ấy đến đây. Chà Thát à, chuyện này tuyệt đối không được để ai biết. Bộ dạng buồn bã đau khổ của mọi người sẽ làm cho Kha Chí tin và thay đổi kế hoạch. Vì ông ta sẽ nghĩ là anh và Nua Nưa Keo cùng với nhện không còn nữa. Dạ. Và bọn chúng sẽ báo tin lại với Sa Huy Triên. Chắc chắn cô ta sẽ ra tay tiếp. Phải. Chúng ta phải chờ xem bọn chúng sẽ báo tin bằng cách nào. Thông qua Nalini đó. Ngay từ đầu Nalini đã là điệp viên hai mang rồi. Bây giờ thần và Nalantha đang phối hợp tìm kiếm bằng chứng. Nalini vẫn không quan trọng bằng cô giáo trong cung đâu. Hả? Chúng thần đã tìm thấy Mani rồi.
Mani đã khai hết tinh dầu độc rắn được lấy từ cô giáo dạy múa ở trong cung. Khoan đã, tinh dầu độc rắn là sao? Đã xảy ra chuyện gì hả? Mọi người ra ngoài đi. Sao vậy? Thật sự cảm tạ thần Shiva. Thật may hoàng tử Kirik và cô Nuanukeo không bỏ chúng ta đi thật. Nếu không chắc chắn thái tử phi tương lai Nilapath và thái tử sẽ không thể nào chịu nổi mất. Nhưng mà ông Ray đó đáng ra phải sống để chiến đấu tiếp với chúng ta chứ. Thôi mà, được vậy cũng tốt rồi. Giờ chúng ta sẽ chiến đấu thay cả phần của bác ấy. Đúng vậy, mình phải làm như vậy. Chúng ta sẽ chiến đấu thay cho ông ấy. Mong thần linh phù hộ cho mọi việc suôn sẻ. Nhưng mà còn con nhện, bà định sẽ đem nó đi đâu để nuôi? Nilapath giờ mới khỏe lại chưa được mấy ngày, cơ thể yếu đuối, chỉ đứng lên thôi cũng không nổi. Mọi người cảm thấy chuyện này vượt quá sức chịu đựng. Dù là mẫu hậu đi nữa cũng không thể chịu nổi Sawitri. Nếu người như vậy ngồi vào ngôi vị hoàng hậu thì dân chúng Mantrapura chắc chắn sẽ gặp họa. Chai Thách à, em Bát sẽ bình phục chứ? Em không biết. Tình trạng vẫn không tốt là bao, nhưng mà mẫu hậu vẫn luôn kề cận chăm sóc. Tuyệt đối đừng để Nuanukeo biết được chuyện này. Cô ấy chưa khỏe hoàn toàn. Cô ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình vì Mantrapura quá nhiều rồi. Anh không muốn cô ấy gặp thêm rắc rối nào nữa đâu Chai Thách à. Em hiểu mà. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bảo vệ người mình yêu. Nếu điều gì đó có thể khiến họ phải chịu đau đớn thêm nữa, chúng ta sẽ không để nó xảy ra. Em thấy được ánh mắt anh nhìn chị Nuan, giống ánh mắt mà em nhìn Nalipat, giống ánh mắt của mẫu hậu khi nhìn phụ vương, cũng giống ánh mắt Sawitri nhìn em. Em biết là anh yêu chị Nuan tới mức nào. Nhất định phải cố sống tiếp. Dù ở nơi nào đi nữa, anh cũng nhất định phải sống và phải thật hạnh phúc.
đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Bà biết rõ là hiện tại phòng này không ai sử dụng, nên chọn nơi đây để nhận kết tơ. Vì sẽ không ai biết, đúng không? Đó chỉ là một phần. Lý do chính là gì loài nhện này chỉ kết được sợi tơ khi nó được ở trong một môi trường vô cùng lạnh lẽo. Và phòng này dù vào thời điểm nào trong ngày thì cũng không hề có ánh sáng. Ờ, vậy bà mới đem bộ sari này để gần chỗ của đám nhện có đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem thử điều mà chúng ta nghĩ có phải là sự thật hay không.